À, chào quý anh chị, hiện Thái đang đứng ở một cái đoạn của đường Nguyễn Tri Thương, quận 10. Và đây là cái khu vực của văn phòng kinh tế và văn hóa của tại thành phố Hồ Chí Minh. Và bên này là có một cái trường cấp 2. Và bên này là có một cái tài sản ngang 7 dài 10 mét, đang được chào bán với giá là 45 tỷ, ngay chỗ cái khúc mà con lươn bên này, không bị vướng con lươn bên này. Thì nếu mà